ngày hôm nay con thần tượng Chúa, con ngưỡng mộ Chú và con còn đau thương cho Chú vì hy sinh quá sớm ở tuổi đời nhỏ tuổi của mình. Đó là ai à? Người anh của Chú, người anh của cô, đúng không ạ? Người anh mà cô thân cận nhất, anh năm của cô Sáu Hồng Nhung, và là anh năm của chú Bảy, và là anh năm của rất rất nhiều người, và đặc biệt hơn nữa là cậu năm của cô Hồng Phượng. Chiều xế chiều tại mộ của chú Vũ Linh, Hoa Viên Bình Dương. Trước tiên luôn luôn tôi gửi lời chúc sức khỏe đến mọi người, và đặc biệt những ai đang chuẩn bị cho một buổi chiều buôn bán của mình, kính chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và buôn bán đắt nhé. Kính thưa mọi người, chính vì tôi, tại sao tôi nói đến buôn bán đắt là tôi nghe một thông tin rằng ngày hôm nay cô Sáu có khai trương nữa, đúng không ạ? Có không ạ? Sao chị biết hay vậy? Ai biết, chị nghe thông tin, mọi người hỏi chị còn không biết nữa, mọi người nói sao chị mới nghe, có không ạ? Đúng rồi, cô Sáu bữa nay khai trương quán hủ tiếu Bò Viên á. Hủ tiếu Bò Viên. Đúng rồi. Còn tại ở Phú Nhuận rồi, trước đây chị ở nơi đó đó. Rồi sao chị? Và bác của chị cũng ở nhà ngay đó nữa, cho nên chị cũng khá biết được Phú Nhuận. Rồi tiếp tục. Thì sao ta? Kính chúc cô Hồng Phát chứ sao? Khai trương con gửi lời chúc đến cô, kính chúc cho cô ha, giữ gìn sức khỏe. Để chi ạ? Để cô có đường lối kinh doanh của cô. Cô hãy có cái gì kế hoạch sắp, có đường lối kinh doanh cho riêng cô nha. Và kính chúc cho cô, cho cái khai trương của cô Hồng Phát và Hồng Phát Đại Hồng Phát. Bản thân con luôn luôn kính chúc cho mọi người như vậy. Nhưng để được cái kinh doanh nào đó, cũng như một quán nào đó, dù lớn hay nhỏ, thì Hồng Phát hay không, là do phước đức của người đó, là do phước đức của người đó để có được điều đó. Con mỉm cười nha, và con chúc mừng điều đó. Nhưng chú cô cũng là nghệ sĩ, chú Vũ Linh là nghệ sĩ. Để ngày hôm nay con thần tượng chú, con ngưỡng mộ chú, và con còn đau thương cho chú vì hy sinh quá sớm ở tuổi đời nhỏ tuổi của mình. Đó là ai à? Người anh của chú, người anh của cô, đúng không ạ? Người anh mà cô thân cận nhất, anh năm của cô Sáu Hồng Nhung, và là anh năm của chú Bảy, và là anh năm của rất rất nhiều người, và đặc biệt hơn nữa là cậu năm của cô Hồng Phượng. Quá hay, chị hay quá, chị biết hết luôn, hay quá chị ơi. Những gì ta? Được một cái drama mà tôi nghĩ rằng drama này sẽ là drama mà không biết khi nào đến điểm dừng. Lâu nhất trên thế giới. Vâng, is the world. Trên toàn cầu. Tôi không nhận rằng cái tài ba của chú, cái sự hy sinh lớn lao của một người thầy vĩ đại trong ngành tài tử cải lương, mà là một đặc trưng của văn hóa Việt Nam. Bản thân tôi là người dân Việt Nam, khi tôi ra ngoài thế giới, tôi cũng luôn luôn giới thiệu và tự hào mình là con dân dân tộc Việt Nam. Mà chú đam mê và có được gọi là một cái thiên sứ để đến đây phục vụ cho mọi người. Đờn ca tài tử, đó là một nền văn hóa dân tộc Việt Nam của chúng ta. Mà là một người thầy đấy chứ, một người thầy tiên phong, một người thầy đi đầu, và một người thầy đó để lại cho thế hệ hôm nay. Chú là một người thầy cho tất cả những ai đều học, nhưng riêng người con gái của chú hoàn toàn không được học gì hết. Để chứ ạ, để cái công đức mà chú tạo ra ngày hôm nay, tất cả những người đó mang ơn chú và phải tự nhiên đến để dạy lại người con gái này, để biến người con gái này trở thành giống như chú, trở thành thiên tài giống như chú. Một cô bé dễ thương như vậy, một cô bé rất là chân, một hiền lành, nhân hậu, đáng yêu như vậy. Chị rất ngưỡng mộ em, và chị cùng chia sẻ với em. Chị chia sẻ nỗi đau với em rằng những đau thương mà em phải gánh chịu. Khi người cha của mình nổi tiếng như thế, người cha của mình kiếm được nhiều tiền như thế,
mà em không phải là người được hưởng thụ, mà người khác chiếm lẫn để hưởng thụ của riêng mình. Để rồi em sao ta, người ta đưa ra chiến thuật đó em, người ta đưa ra chiến thuật tại vì em nghe thơ, là một cô bé nhỏ bé mà nghe thơ khờ dại. Người ta đưa ra chiến thuật để đẩy em ra ngoài đường, để em xa vào những cạm bẫy của cuộc đời. Một cô bé xa vào cạm bẫy của cuộc đời, không đáng thương cho điều đó, không hãy ôm vào lòng vào điều đó, mà còn làm gì vậy, bôi nhọ. Tại sao những điều đáng thương chúng ta không ôm ấp vào lòng mà đi bôi nhọ? Mà điều đáng thương đây là gì ạ? Là có kế sách, là có đường lối để đẩy em ra ngoài. Đầu tiên, chị nhìn thấy em rụt rè giới thiệu với mọi người, em là người con của chú. Rất là dễ thương. Ai trong có tình, đám ai mê. Cố tình chị, ai cố tình đẩy chị trong đám mê. Ra ngoài đường chị. Thì là người kề cạnh sát cánh mà chị đang chúc mừng Hồng Phát ngày hôm nay, người khai trương á. Mà chị nhắc kỹ một lần nữa, ai khai trương chúng ta cũng đều mở. Khai trương Hồng Phát và khai trương Hồng Phát. Và Hồng Phát hay không là phước đức. Vậy thì con kính chúc cô sau cho khai trương cô một lần nữa nha. Nhắc lại một lần nữa, khai trương của cô Sáu Hồng Nhung, hủ tiếu bò viên Hồng Phát nhé. Đợi chàng gấu tay. Hay quá chị ơi. Chị nói hay lắm. Nhắc lại, để nhắc lại bạn Hồng Loan. Bạn Hồng Loan đáng yêu đó. Một cô bé nhỏ bé đó ngày hôm nay đang là gì ạ? Đang rất là nổi tiếng. Đang rất là nổi tiếng, mọi người rất là ủng hộ em. Thấy không, em hát không hay, người ta vẫn thích em, vẫn ủng hộ em và xem em. Để ngày hôm nay rất là nhiều người đào tạo em để trở thành em, biến thành trở thành một nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên gì đó. Thì chị thấy rằng em đang tung tăng. Chị được học phát thanh viên truyền hình. Chị là con người của nghệ thuật. Chị đam mê nổi tiếng. Chúng ta học nghệ thuật là gì? Là chúng ta muốn chúng ta nổi tiếng thì chúng ta mới học nghệ thuật. Chúng ta mong muốn mình ai cũng biết đến thì chúng ta mới học nghệ thuật. Tại sao chị mong muốn mình được học phát thanh viên truyền hình? Là chị mong muốn rằng mỗi buổi sáng ai cũng nhìn mặt chị ở đài truyền hình. Lúc đó chị mới học và đam mê. Và khi mà chị may mắn là chị học Phật. Chị học Phật cho nên cái con đường cách duyên của chị, một cái thời điểm đó chị không có tham gia. Chị nói ở đây nói rất là rõ đến bạn dễ thương, bạn Hồng Loan, và chia sẻ với bạn Hồng Loan rằng là tuy là chị học nghệ thuật mà chị không học nghệ thuật, mà em không học nghệ thuật để ngày hôm nay rất nhiều người mang ơn người cha vĩ đại của em để phải dạy em. Chị một lần nữa chúc mừng em và chúc mừng em đang thành công. Và chị cùng chúc mừng hơn em nữa là một ngày nào đó thành công của em không có điểm dừng. Hay quá. Chị chúc chị Hồng Loan nghe hay quá chị ơi. Quá hay luôn. Thôi giờ mình quay sang đài bên cô bún hủ tiếu và bò viên nè. Rồi đủ rồi, nói gì nữa. Trời ơi. Đang hay ghê luôn mà giờ đồ ngưng. Đủ rồi, vậy được rồi. Trời ơi, mình tiếp tục thôi đây. Thôi kết thúc nha. Kết thúc nha. Sao? Kết thúc được rồi, đủ rồi. Nói ít mà cô Sáu ghé trán lên để suy nghĩ. Để suy nghĩ rằng mình là người em, mà mình tri ân cái người anh này không hết, mà mình đã đưa ra những kế sách để đuổi người con tội nghiệp này ra ngoài đường, để người con tội nghiệp này xa vào cạm bẫy của cuộc đời, để người con này đau thương và đau thương giống như tôi luôn luôn ca bài hát lang thang trong đêm. Một bàn chân bé xíu, ánh mắt buồn nhạt nhòa của em, em không biết đi đâu về đâu. Thì cô bé này cũng như vậy, không cha và không mẹ, biết đi đâu về đâu. Hay con, tuyệt vời. Hay quá. Chị ơi, cô Sáu tại sao như thế? Mà cô Sáu muốn đuổi chị Hồng Loan ra ngoài đường là lý do nào chị? Ngày hôm nay chị thấy viếng mộ chửi chiếu không còn đông như trước nữa, đúng không? Trước đó mọi người đến rầm rộ, và ngay cả đám ma còn đến. Nhưng mà bản thân chị nhà sếp ở đây chị chưa bao giờ ấy. Chỉ có nhân duyên để chị đến. Để rồi nhân duyên đầu tiên chị đến cúng dường ở đây mà chị thắp nhang cho chú, cơ hội chị đến để được thắp nhang. Nhân duyên chị đưa đám tang để chị được thắp nhang. Để ngày hôm nay nhân duyên chị trả nợ cho chú. Chị ăn uống sầu riêng, chị trả nợ. Có nhân có quả rất là rõ rệt, đúng không? Ngày hôm nay chị tri ân muối sầu riêng mà chị đã ăn bữa ăn của những người đến cúng dường để chị ăn, để ngày hôm nay chị đến chị trả nợ. Có nhân có quả rất là rõ rệt.
rất là rõ ràng. Vậy thì cô Sáu, những cái quả, những cái nhân mà cô Sáu nợ, những cái nhân mà chú, cô Sáu nợ chú nha, thì con nghĩ rằng cái nợ này sẽ phải trả rất là nhiều. Vậy thì cuối lời, con một lần nữa kính chúc cho cô Sáu, em Hồng Loan thân mến, đúng không? Em Hồng Loan kính mến, em Hồng Loan tuyệt vời của mọi người, không riêng chị và của tất cả mọi người, em Hồng Loan kính mến. Và toàn thể mọi người luôn luôn dồi dào sức khỏe, hãy giữ gìn sức khỏe để chúng ta cùng thành công trong công việc của mình nhé. Rồi, cảm ơn, xin chào, cảm ơn chị nhiều nha. Tất cả mọi người.